Mến chào cô chú anh chị và các bạn trở lại với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Đưa bố chồng hấp hối từ bệnh viện về nhà, tôi òa khóc trước dòng tin nhắn mẹ chồng gửi đến. Đưa bố về đến nơi thì trời đã tối, người mệt nhòa nên hai vợ chồng tôi đi ngủ luôn. Sáng hôm sau mới nhắn tin về cho mẹ chồng, nhưng nào ngờ mẹ lại trả lời như thế này. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự của một chị gái. Thì để biết dòng tâm sự này có tình tiết như thế nào, sau đây ta xa mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Bố mẹ tôi có hai người con, gồm chị gái và tôi. Tôi đang có bầu được gần 8 tháng, nhưng mới cưới được hơn tháng nay thôi. Thật ra vợ chồng tôi tính chuyện cưới sinh đã lâu rồi, nhưng phần vì dịch bệnh, phần vì muốn đợi bố khỏi bệnh hẳn rồi làm đám cưới, nên hai đứa chỉ đăng ký kết hôn rồi về sống chung với nhau. Tuy nhiên, đợt này tình hình bệnh của bố chuyển nặng, bố muốn được nhìn thấy tôi mặc váy cưới, nên hai đứa đành phải làm một đám cưới đơn sơ. Nhưng nào ngờ, ngày tôi lấy chồng, bố lại phát bệnh, thế là tôi đành ném nước mắt một mình lên xe hoa về nhà chồng, còn bố tôi thì lại vào viện. Tôi cũng chẳng lạ gì chuyện bố tôi đi viện nữa rồi, vì mấy năm gần đây, nơi đó chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của bố và mẹ tôi, bởi bố tôi bị ung thư, còn mẹ phải chạy thận một tuần 3 lần. Cưới xong, tôi chỉ ở nhà một hôm để dọn dẹp phụ giúp mẹ chồng, rồi phải đi làm. Khi có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ vào bệnh viện để chăm sóc bố. Khoảng 10 ngày sau đó, giáo sư tại bệnh viện xuống thăm khám và bảo sẽ mổ cho bố tôi. Nhưng chưa đến ngày mổ thì tình hình của bố đột ngột chuyển biến xấu và không thể mổ được nữa, bệnh viện phải trả bố về nhà. Hy vọng cuối cùng của bố tôi đã không còn nữa. Cả nhà như chết lặng, đau đớn ôm nhau mà khóc. Hôm đó, chồng tôi làm thủ tục xuất viện để đưa bố về nhà. Về đến nơi thì trời đã tối nên vợ chồng tôi cũng đi nghỉ luôn. Cả ngày đi xe mệt, lại thêm bầu bì nên tôi đã mệt nhòa. Đến sáng hôm sau, tôi mới sực nhớ ra rằng tôi chưa gọi điện hay nhắn tin báo với mẹ chồng về lý do đêm qua tôi và chồng không về nhà được. Lo lắng tôi đã nói chuyện này với chồng. Anh nói đã gọi điện thoại báo với mẹ rồi, tôi không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Chồng đã nói như vậy, nhưng tôi vẫn nhắn tin cho mẹ chồng. Mẹ ơi, bố con bị bệnh viện tuyến trên trả về rồi. Hôm qua đi lại nhiều, con mệt quá nên nghỉ lại nhà bố mẹ con. Không về nhà được mà cũng quên báo với mẹ một tiếng. Con xin lỗi mẹ. Con cũng xin phép mẹ cho con ở lại đây thêm mấy hôm để tiện chăm sóc bố con quãng thời gian cuối đời. Mẹ chồng tôi trả lời tin nhắn. Các con đưa ông ấy về, bận bịu thế thì làm gì có thời gian xin phép mẹ nữa. Lấy chồng rồi, sống chung với bố mẹ chồng thì đi đâu làm gì cũng cần phải xin phép hỏi ý kiến bố mẹ chồng một tiếng. Đằng này con coi khinh bố mẹ chồng, có bao giờ hỏi qua ý kiến bố mẹ cái gì đâu. Mẹ chồng tôi tiếp tục nhắn. Bố con ốm, mẹ chỉ biết hỏi thăm gửi quà mà thôi, mà kể cả con cũng vậy. Đáng lý ra, lấy chồng rồi con phải phụng dưỡng bố mẹ chồng, chứ không phải sởn một chút là bỏ về nhà ngoại như thế. Nhưng thôi, giờ các con muốn đi đâu làm gì mẹ cũng không cấm, không can thiệp nữa. Bố tôi đã như thế rồi mà mẹ chồng không thông cảm cho tôi, không động viên, hỏi han ông thông gia một câu thì thôi. Đằng này còn quay ra trách móc tôi như vậy, nghĩ mà chạnh lòng quá. Thà tôi đi chơi qua đêm không xin phép, không báo về nhà, mẹ chồng trách thì tôi chấp nhận. Nhưng đằng này, bố tôi chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi mà mẹ chồng cũng không thể đồng cảm. Thực ra, mẹ chồng tôi cũng khá tốt, bà hay mua nhiều thứ cho tôi tẩm bổ, không tiếc cái gì cả. Ngày thường, mẹ con cũng chẳng xích mích gì nhiều. Nhưng tôi không ngờ, chỉ vì lỡ một lần không xin phép mà mẹ chồng lại nói với tôi những lời nặng lời như vậy. Bầu bì vốn đã mệt và nhạy cảm, giờ lo nghĩ chuyện của bố nữa mà mẹ chồng lại như vậy. Tôi cảm thấy cuộc sống này bế tắc quá.
Tôi đã xin lỗi mẹ chồng và hứa sẽ không tái phạm nữa, nhưng bà vẫn khơi gợi lại chuyện cũ, chưa có dấu hiệu tha lỗi cho tôi. Tôi nên làm gì để mẹ chồng nguôi ngoai bây giờ? Dòng tâm sự thứ hai, mẹ bật khóc khi thấy chị gái tôi dắt theo một đứa trẻ về quê. Xảy ra chuyện lớn như thế, sao chị tôi lại giấu giếm gia đình trong nhiều năm như vậy chứ? Để có tiền lo cho hai em ăn học, chị gái tôi đã phải ra trường đời sớm hơn những người bạn cùng trang lứa. Tôi từng nghe chị nói đã phải làm rất nhiều công việc để có tiền gửi về cho gia đình, từ giúp việc nhà, làm nhân viên vệ sinh trong công ty và bây giờ chị đang làm công nhân. Hiện tại, tôi và em trai đã ra trường và có công việc tốt. Chị gái vẫn chưa lập gia đình và đang sống ở nơi đất khách quê người. Năm nay chị ấy đã ngoài 30 tuổi. Bố mẹ tôi suốt ngày lo lắng, lúc nào gọi điện cũng nhắc nhở chị ấy lấy chồng. Đã 4 năm nay, chị tôi chưa về quê. Tháng trước, chị gọi điện thoại về và nói sẽ về quê ở hẳn. Cả nhà tôi mừng vì sau này gia đình được đoàn tụ. Lo là vì tuổi chị đã quá lớn, về quê thì khó có thể lấy chồng. Lúc ấy, chị nói không cần lấy chồng nữa, ở nhà chăm sóc bố mẹ lúc về già. Mọi người đều nghĩ chị đang nói đùa nên không ai để tâm. Cho đến khi chị ấy về nhà và dắt theo một bé gái, thì gia đình tôi mới hiểu ẩn ý những lời chị từng nói. Mẹ tôi bật khóc khi thấy chị. Câu đầu tiên mẹ tôi hỏi, đó có phải là con của chị tôi không? Dù biết trước câu trả lời, nhưng khi chị gật đầu thì cả nhà tôi vẫn rất đau lòng. Bố tôi không chịu nổi cú đả kích này, đã kéo chị vào trong nhà và truy hỏi bố đứa bé là ai. Ông muốn bắt người đàn ông đó phải chịu trách nhiệm với hai mẹ con chị. Chị bảo do quá tin tưởng và yêu nhầm người đàn ông xấu nên đã để có bầu. Vì sợ bố mẹ biết chị chưa có chồng mà đã có con và xấu hổ nên không dám về quê. Chị bảo cuộc sống hiện tại của hai mẹ con cơ cực quá nên mới phải đưa con về nhà nhờ vả bố mẹ. Bố tôi đã không trách chị mà ôm đứa con gái vào lòng, mắt bố đỏ hoe. Bố trách bản thân mình quá kém cỏi không làm ra tiền để chị tôi phải ra đời bươn chải sớm. Bố tôi nói sẽ nuôi con giúp chị và kêu chị nên tìm cho bản thân mình một người đàn ông tốt để nương tựa sau này. Thế nhưng chị gái tôi nói cả đời này sẽ không lấy chồng nữa, chỉ muốn ở vậy nuôi dạy con gái khôn lớn. Gia đình tôi không biết quyết định của chị gái có đúng không nữa, mọi người cho chúng tôi lời khuyên với. Như vậy là Tasa vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa Tasa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Xin mến chào và hẹn gặp lại.